Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025. Theo đó, quy trình xử lý những nghệ sĩ người nổi tiếng trên mạng KOL vi phạm do Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp ban hành dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 10 tới. Các biện pháp xử lý được đề xuất là hạn chế phát sóng biểu diễn quảng cáo đối với nghệ sĩ KOL có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục. Cùng với đó, kế hoạch còn đặt mục tiêu đến năm 2025 duy trì đấu tranh buộc các nền tảng xuyên biên giới chặn gỡ thông tin xấu độc với tỷ lệ đáp ứng cao từ 90-95%, thời gian xử lý dưới 24 tiếng, khóa các trang kênh vi phạm nghiêm trọng, phát triển thuật toán để chặn hiệu quả các quảng cáo sai sự thật. Xử lý từ 80% trở lên các trang thông tin điện tử và mạng xã hội có hoạt động báo hóa, tiến tới xử lý dứt điểm, tăng số lượng tài khoản người dùng mạng xã hội Việt Nam từ 90 triệu lên 120 triệu tài khoản, thị phần quảng cáo trực tuyến của doanh nghiệp trong nước tăng 5-10%. Trưa ngày 13 tháng 4, các lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trước cổng trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp, thành phố Sóc Trăng. Nạn nhân là nam 17 tuổi, ngụ phường 9, thành phố Sóc Trăng, đang ngồi uống nước cùng một nữ sinh tại quán nước đối diện trường học, thì bất ngờ bị một nam sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp cầm dao nhọn lao đến đâm hai nhát vào người. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Thông tin ban đầu, nam sinh lớp 9 đâm chết người vì mâu thuẫn tình cảm với một nữ sinh. Ngày 13 tháng 4, Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 4, Công an huyện Triệu Phong nhận được tin báo trên tuyến quốc lộ 49C, đoạn qua thôn Lưu Nghĩa, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong có hai người bị thương, nằm trên đường. Các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng một người đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu xác định là do va chạm giao thông. Người gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai đang đi bộ thể dục. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gần đây ở thành phố Hồ Chí Minh và cả nước xuất hiện một số dạng ma túy mới đã gây ra các tác hại không nhỏ đến sức khỏe của các em học sinh, sinh viên như chóng mặt, buồn nôn, ngất xỉu. Các đối tượng chế biến sản xuất những loại ma túy mới chưa có trong danh mục cấm pha trộn trong dung dịch thuốc lá điện tử. Đối tượng thông qua thuốc lá điện tử để kinh doanh, buôn bán, lôi kéo người dân sử dụng trái phép. Ma túy núp bóng được đựng trong gói trà giảm cân, đông trùng hạ thảo, gói bột nước trái cây. Chúng được vận chuyển về Việt Nam theo dạng hàng hóa xách tay, đường bộ, đường thủy, đường hàng không và được rao bán tại các shop online, các tụ điểm vui chơi giải trí, quán bar, vũ trường. Cá biệt, các đối tượng cũng bán ở các cơ sở giáo dục, các trường đại học, trung học nhằm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên sử dụng chất ma túy. Phần lớn nhóm tội phạm sử dụng công nghệ thông tin, mạng Internet để trao đổi mua bán và rút ngắn thời gian giao dịch với độ bảo mật cao, điển hình như lập các nhóm chat kín trên các nền tảng mạng xã hội của nước ngoài như Telegram, Viber, thay đổi phương thức giao dịch, vận chuyển bằng cách sử dụng các đơn vị vận chuyển trung gian bằng xe công nghệ để vận chuyển mua bán ma túy đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, khám phá của cơ quan chức năng. Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 13 tháng 4, đồn biên phòng Ròn nhận được thông tin tàu cá do anh Nguyễn Ngọc Hải, thôn Xuân Hải, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 5 thuyền viên đang bị nạn chìm tàu trên biển. Tàu bị sóng đánh phá nước khi đang trên đường đi đánh bắt. Lúc này anh Hải đã cho tàu quay đầu quay về bờ. Khi về cách cửa Ròn khoảng 1 hải lý thì tàu bị chìm. Nhận được tin báo, đồn biên phòng Ròn đã điều động 6 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú, bà con nhân dân các thôn Hải Đông, Xuân Hải, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch và gia đình đã kêu gọi được 6 phương tiện xung quanh cùng triển khai hỗ trợ ứng cứu. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, 5 thuyền viên và thuyền trưởng cùng ngư lưới cụ của tàu bị nạn được đưa vào bờ, các thuyền viên trên tàu đảm bảo an toàn. Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ kịp thời, nối liền cánh tay cho bé trai 5 tuổi ngụ Cà Mau, bị đứt lìa tay do tai nạn giao thông. Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, bé đang đi bộ thì bị xe gắn máy đụng phải, dẫn đến đứt lìa bàn tay phải. Sau khi sơ cứu tại địa phương, bé được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 giờ, từ 16 giờ đến 23 giờ 30 phút. Hiện tại, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định, dịch ở vết mổ cẳng bàn tay đã khô, bàn tay cũng hồng ấm và các ngón tay đã vận động nhẹ. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện vào tuần sau. Bản tin công bố chiều ngày 13 tháng 4 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, một áp cao lạnh lục địa cường độ nhẹ hơn không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của áp cao lục địa nén và đẩy rãnh áp thấp ở phía Bắc xuống phía Nam, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ đêm ngày 14 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4 ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng 15-30mm, có nơi trên 70mm. Theo các chuyên gia khí tượng, mặc dù không thực sự lớn nhưng đây sẽ là đợt mưa đáng kể ở miền Bắc kể từ đầu năm đến nay, phần nào mang đến lượng nước cho các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và nhu cầu trồng rừng, canh tác rau màu của nông dân sau nhiều tháng mưa không đáng kể. Phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong các ngày 15 và ngày 16 tháng 4 sẽ lạnh về đêm và lúc sáng sớm, vùng núi có nơi trời rét. Ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo hoạt động yếu, nên chiều tối và tối ngày 15 tháng 4, khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt mưa này, miền Bắc và miền Trung sẽ bước vào đợt nắng nóng cục bộ, diễn ra trong nửa cuối tháng 4. Dự báo nhiệt độ tại Hà Nội sẽ tăng nhanh từ ngày 18 tháng 4. Tại Nam Bộ, mặc dù có mưa về chiều và tối, nhưng cơ bản khu vực miền Đông vẫn có nhiều ngày nắng nóng trong thời gian tới. Phải sang tháng 5 và tháng 6, mùa mưa mới xuất hiện ở Nam Bộ.